Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Từ 6 giờ ngày mùng 5 tháng 6, bầu trời chuyển tối sầm, sau đó mưa như trút nước kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu. Theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, những quận huyện mưa lớn là Hoàng Mai, 115 mm Nam Từ Liêm 105 mm, Thanh Xuân 70 mm, Thường Tín 79 mm. Mưa diễn ra vào giờ đi làm buổi sáng khiến giao thông hỗn loạn trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình. Mỗi khi ô tô lớn chạy qua tạo sóng nước, người đi xe máy trao đảo. Công ty thoát nước Hà Nội ứng trực, vớt rác tại miệng thu trên các tuyến phố ngập, điều tiết các hồ điều hòa như Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, vận hành trạm bơm đầu mối yên sở đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế để hạ mực nước trên hệ thống. Mưa lớn khiến khoảng 500 m đường Nguyễn Trãi, quận Thành Xuân ngập nặng. Đoạn gần trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nước ngang bánh xe. Đường ngập sâu khiến nhiều tài xế không thể di chuyển, loay hoay tìm cách dắt xe vào vỉa hè. Hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước tìm nơi sửa. Chị Lê Anh Thư ở Mỹ Trì Nam Từ Liêm cho biết chưa bao giờ đường từ nhà tới cơ quan lại xa và mất sức như vậy. Chị chia sẻ, mình đã đến cơ quan muộn hơn một tiếng sau khi vượt qua quãng đường mà ngày bình thường chỉ tốn khoảng 20 phút. Anh An, chủ tiệm sửa xe máy trên đường Mỹ Đình, liên tục tát nước ra vỉa hè, chia sẻ. Trận mưa lớn sáng nay khiến tôi dọn không kịp. Nước nhanh chóng tràn vào nhà khiến nhiều đồ nghề thấm nước, hư hỏng khá nhiều. Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong sáng mùng 5 tháng 6, xảy ra mưa lớn ở khu vực Hà Nội. Mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét rội xuống đất tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận huyện, trong đó khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc. Theo số liệu mà ông Nguyễn Vinh Thư chia sẻ, tại khu vực Hà Nội từ 6 giờ đến 7 giờ, cơ quan quan chắc ghi nhận có 3.513 cú sét, trong đó sét đánh xuống đất là 2.322 lần. Thời gian từ 7 đến 8 giờ có 4.060 cú sét, sét đánh xuống đất là 2.855 lần. Thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ có 2.642 cú xét, xét đánh xuống đất là 1.848 lần. Ông Nguyễn Vinh Thư nhấn mạnh, tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm xét rội xuống đất trong sáng nay ở khu vực Hà Nội. Cường độ xét từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 50 phút là mạnh nhất. Dự báo hôm nay đến ngày mai là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Nhiều nơi tiếp tục xuất hiện mưa rất to. Từ chiều tối nay, mưa lớn cũng mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh theo tổng cục khí tượng thủy văn nguyên nhân khi trời mưa rông thường hay xảy ra hiện tượng sấm chớp và xét sấm xét thường xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu mùa mưa sau một thời gian nắng nóng khô hạn việt nam nằm ở tâm rông châu á một trong ba tâm rông trên thế giới có hoạt động rông xét mạnh mùa rông ở việt nam tương đối dài số ngày rông trung bình 100 ngày mỗi năm và số giờ rông trung bình là 250 giờ một năm. Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu tới 2 triệu cú sét tần suất sét lớn hơn ở vùng núi, vùng Trung Du phía Bắc và đồng bằng Nam Bộ. Về cách phòng tránh hiện tượng xét, chuyên gia khí tượng khuyến cáo không nên sử dụng điện thoại ngoài đồng vì điện thoại là loại thu sóng có thể thu hút sét hay sử dụng kim loại cuốc, sẻng. Người dân không nên trú rông dưới những tán cây to mà nên trú gần những cột thu lôi. Trường hợp khẩn cấp nên nằm hoặc ngồi sát mặt đất vì khả năng bị ảnh hưởng bởi xét ít hơn so với đứng. Chiều mùng 3 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 13 học sinh đang biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội thì mái hiên bất ngờ đổ sập xuống khu vực gần sân khấu nơi các em đang múa. Tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ xác nhận sự việc và cho biết có 6 em bị thương nhẹ, các em được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu. Theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa nhiều, phần vữa của nhà văn hóa bị chóc, rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống khu vực các em học sinh đang biểu diễn văn nghệ. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ cho biết khoảng 16 giờ, bệnh viện tiếp nhận 6 học sinh trong tình trạng tỉnh táo, bị xây xước phần tay, chân, tuy nhiên không có chấn thương nặng. Các bác sĩ đã kiểm tra, xử lý vết thương cho trẻ. Vị lãnh đạo bệnh viện nói và cho biết thêm, Hiện nay, các cháu đang được theo dõi tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ. Tình trạng sức khỏe của các học sinh ổn định, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo cảnh báo thời tiết điểm 10 ngày khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 4 đến 14 tháng 6. Theo đó hiện nay rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì từ khoảng ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 6, xuất hiện vùng xoáy thấp trên khu vực phía Nam biển Đông, hoạt động mạnh dần lên và di chuyển về phía vùng biển ngoài khơi Trung Nam Trung Bộ trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Trung Bộ từ ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 6 suy yếu và rút ra đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, từ mùng 7 tháng 6 gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần. Từ những hình thế thời tiết nêu trên, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định thời tiết các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay mùng 5 tháng 6 đến 13 tháng 6 sẽ có mưa với xác suất từ 65 đến 79%. Cùng theo bản tin dự báo xu thế thời tiết 10 ngày từ mùng 3 tháng 6 đến 13 tháng 6, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mùng 8 tháng 6, khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Từ mùng 9 đến 13 tháng 6, cục bộ có mưa to. Theo Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học Philippines, PIVS, núi lửa Kalaun trên đảo Negros đã phun trào trong 6 phút mới đây hình thành cột cho bụi cao 5 km so với miệng núi lửa và các dòng nham thạch trào ra chút xuống sườn phía nam và đông nam từ 2 đến 3 km. PVIS đã nâng cảnh báo núi lửa từ cấp 1 lên 2 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp từ 0 đến 5, đồng thời cho rằng có thể có thêm các đợt phun trào mới. Thành phố Canlaun thuộc tỉnh Negros Oriental yêu cầu người dân sống cạnh các con sông phía dưới núi lửa, sơ tán và dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết. Nhiều chuyến bay đi và đến Bacolod, thủ phủ tỉnh Negros Occidental và sân bay lớn gần núi lửa nhất đã bị hủy bỏ. Philippines, nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, chiếm tới hơn 50% số lượng núi lửa của thế giới. Canlaon là một trong số 24 núi lửa hoạt động tại Philippines. Vụ phun trào của núi lửa Pinatubo, cách thủ đô Manila khoảng 100 km hồi năm 1991 là vụ lớn nhất, khiến hơn 800 người thiệt mạng.